ơi. Trời ơi, thấy cưng. Chị cũng biết bài này nữa hả chị? Em cũng biết bài này nữa hả? Dạ. Chị, em thích chị. Cái gì vậy má nội? Má tán ba cái muốn cắm đầu xuống đất. Cái gì vậy? Ủa, em là ai? Chị là ai vậy? Ủa, em là ai? Không có quen. Sao nhảy dữ vậy? Trời đất coi. Chị. Ừ, nói chị... nghe để nó nghe, nó nghe. Sao? Bình thường nha, sáng sớm em dọn hàng ra mà ai nhào vô nắm tay em nhảy thôi, người ta đánh em gãy cổ luôn đó. Nhưng mà hên, nay sao á, gặp chị thuộc đúng bài của em thích luôn. Hai chị em nhảy máu quá trời máu. Biết sao không? Bị vô tiếng dưới quê nó mở, mới đương nít mở. Trời thấy nhảy vui thích bài này. Dễ thương lắm. Ủa, em bán ở đây hả? Dạ. Ủa, em bán gì vậy? Bán nước. Ừ thôi lo bán đi. Gì vậy trời? Hả? Trời đất ơi, sáng sớm dọn hàng chưa quen biết. Ê rôn nhảy ăn hơi cái tự nhiên đi. Cái gì vậy má? Thôi vậy thôi, đứng đây nói chuyện. Nói chuyện. Đây. Quen vòng coi. Ừ, rồi. Rồi, ok. Rồi, rồi. Thôi. Trời ơi, em quay thêm một vòng chị rớt cái bộ đồ lòng ra luôn á. Cái gì mà dữ vậy? Chị đâu vậy? Chị mới lên Sài Gòn. Chị làm dưới quê mới lên. Chị... quê chị đâu vậy? Chị ở chị không có quê. Chị ở Sài Gòn. Chị phải ở Sài Gòn. Không quê. Chị lại em. Em làm ơn em chừa ra khoảng trống thì chị lấp đầy vô được không? Em hỏi cái gì mà em hỏi dữ vậy? Đâu có, em hỏi nền cho chị trả lời đó. Trời. Thưa với em, chị là dưới quê mới lên, chị ở Bến Tre. Chị Bến Tre. Em luôn. Em cũng Bến Tre nữa hả? Em người Sài Gòn. Ủa sao? Mắc gì em vui dữ vậy? Đâu có, 64 tỉnh thành, 13 tỉnh miền Tây em mê dữ lắm. Ai ngồi dưới quê mừng dữ lắm. Ủa nói ra vậy là em ở Sài Gòn. Em ở Sài Gòn. Ủa vậy em người Sài Gòn luôn? Em người Long Xuyên. Vậy là em ở Long Xuyên. Em ở Sài Gòn. Vậy là em là người Long Xuyên nhưng mà ở Sài Gòn. Không, em người Sài Gòn mà ở Sài Gòn luôn. Không, em là người Sài Gòn, em ở Sài Gòn nhưng gốc em ở Long Xuyên. Không, em người Sài Gòn, ở Sài Gòn, gốc Sài Gòn luôn. Vậy ai ở Long Xuyên? Ai ở Long Xuyên? Bớt gấp vậy sợ. Ai ở Long Xuyên? Em ơi chị. Ai ở Long Xuyên? Trời ơi, chị có làm cái gì sai em bỏ qua em đừng đối xử chuyện vậy. Bà nội, ai ở Long Xuyên? Má bà ở Long Xuyên hả? Xin phép cho chị đi. Sớm vô Bến Tre, Long Xuyên vậy. Ê, mẹ già, nói đã đợi cái đi vậy hả? Không mua được một ly nước ủng hộ nữa hả? Thôi, uống nước chứ. Máu luôn với bà hả? Uống nước. Gì chị? Duyên. Cho chị ly nước cam để giờ. Nước cam nha. Cho chị ly nước cam đi. Cam có C. Chị đang thiếu C. Thiếu C uống C. Cho chị dĩ C đi. Dĩ C vô nhà thuốc Bắc mua mẹ. Chị đang bán gì? Bán cam. Thì cho chị một ly nước cam. Mùa này không có cam. Tại sao em mời chị nước cam? Thấy chị thiếu C. Vậy rốt cuộc em bán C bán cam? C với cam không có bán. Vậy em bán gì? Bán cà phê. Đều hết sợ. Sao vậy? Em... Bà bình thường không? Bà bình thường không má? Chị bình thường. Bạn sao vậy? Thôi. Tỉnh táo nha. Rồi. Bà rối quá à. Tỉnh táo nha. Bây giờ uống gì? Thôi bây giờ cho chị uống cà phê. Cà phê đi. Trời. Bà uống cà phê. Ủa có chuyện gì hả em? Trời má ơi. Trời, bà nghĩ sao uống cà phê vậy má? Cái vụ gì vậy? Có chuyện gì hả? Sao? Uống cà phê. Bà biết cà phê đâu ra không? Ở đâu vậy em? Con nhỏ giao cà phê của tôi á. Tôi nói bà nghe, bà đừng nói ai nghe nha. Chị hứa. Con nhỏ giao cà phê cho tôi á. Biết nó lấy cà phê đâu ra không? Ở đâu? Tình cờ hôm đó, tôi lén làm em đó. Tôi gặp nó đi vô
rồi tôi mới thập thò tôi đi theo. Ủa tự nhiên không có ai vỗ tôi nhìn chị má ơi, tôi mới thấy một cái chị động trời. Thấy gì vậy? Em rút cái cây ra, nó tọc lên cây. Rồi sao nữa? Cà phê rớt xuống. Nó tọc cây cà phê rớt xuống có gì đâu lạ. Có chuyện chưa có quan trọng, nếu mà không quan trọng kể gì nghe làm chi. Rồi chạy tiếp, chạy tiếp. Quan trọng có điểm này nè. Ừ sao? Cà phê rớt xuống xong rồi đổ cà phê ra. Cà phê ra. Lấy cái bàn đổ hút cà phê. Hút cà phê. Là hút cái gì của tôi vậy má? Nó hút cà phê nha. Hút cà phê. Hút tôi nha. Ừ rồi. Nó hút cà phê lên. Hút cà phê. Rồi sao nữa? Nó chạy một mạch về nhà. Rồi nó làm cái gì? Nó xây cà phê ra, nó đem bán cho người ta uống. Ủa tự nhiên cà phê không xay từ hạt cà phê chứ không lẽ xay bằng gì? Ủa vậy là cà phê là xay ra từ hạt cà phê đó hả? Ủa ca cao thì cũng xay từ hạt ca cao ra. Ủa vậy sao bánh bò không xay ra từ con bò? Rồi. Bà hiểu thôi. Không? Bà hiểu những gì tôi nói không? Chị hiểu cái chị. Cái gì là phải từ cái đó mà bà hiểu không? Rồi, thôi bình thường không? Rồi bình thường bà chị. Bình tĩnh nha. Thôi, bây giờ nha. Chị trả tiền cà phê cho em. Để chị trả tiền cho em. Trả tiền. Bà làm gì trả tiền cà phê? Thì nãy giờ chị ở đây chị nói chuyện với em, chị hỏi chuyện, bây giờ chị trả. Mà bà uống chưa bà trả? Chị chưa uống nhưng mà cho chị trả đi chị đỡ ngại. Trả tiền gì? Cà phê. Nước cam xong trả luôn. Chị đâu uống đâu em. Tôi đi ra 2 ly nước cho bà đã rồi bà không uống. Phải trả tiền chứ, công sức đâu mà mồ hôi nó đã cho bà nghe. Rồi. Chị trả tiền 2 ly luôn. Ừ. Ê khoan. Trước khi mà cho chị trả tiền á, cho chị hỏi này được không? Hỏi gì hỏi đại đi. Tại biết sao không, dưới quê lên không biết đường xá gì trơn á, cho chị hỏi địa chỉ. Địa chỉ phải không? Ừ. Đọc cái địa chỉ nghe coi. Cái 141 Trần Hưng Đạo xẹt 76 xẹt 82 xẹt CB. Bà đọc địa chỉ chính đi má, bà xẹt lần 8 mạng người ai biết được đọc địa chỉ bà. Xẹt kiểu vậy. Rồi, cho chị hỏi là 141 Trần Hưng Đạo. 141 Trần Hưng Đạo. Ừ. Dễ ẹt. Bà nhìn theo tay tôi nha. Bà đi qua đây. Lên. Xuống. Qua luôn. Cái ghét vậy. Em không? Hiểu không? Em ơi, em vũ một cái thôi, em xà nồi quá chị căng. Tôi vũ có mấy vũ mà bà bị gì vậy? Không, bây giờ cho chị xin máu một... lên não bà chưa? Bà tập trung nha, tôi thấy bà lú lẫn quá má. Tỉnh táo lên, thông minh, nhạy bén lên. Rồi, chị tập trung, tập trung nha. Rồi, một lần nữa. Bây giờ mà nhìn nè. Bà đi cuối đường. Bà gặp cái đường cuối. Bà đi cuối đường cuối. Bà tới cuối đường, là chỗ cuối cuối. Vô. Vô không? Tao nha. Không. Bây giờ mà bà nói bà không vô cái là tôi tán bà lỏng não luôn á. Nhớ. Nhớ nha. Nhớ đường nha. Cảm ơn. Rồi đi. Đi. Bán nước chùa đó không trả tiền. Tiền nước đâu má. Đi chạy đi vậy. Tiền nước đây trời. Rồi bây giờ này. Rồi chị gửi tiền em, chị gửi tiền em. Rồi cảm ơn. 5.000. Rồi. 10.000 khỏi thối luôn. Tiền rách nè. Rồi. Trời chạy luôn à. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em. Cầm cái bóp luôn hả? Ừ. Rồi cho em luôn á. Trời thấy thương không? Già mà lú lẫn. Cuối đường. Không biết sao. Tội nghiệp dễ sợ. Cái lề đường không đi, đi vô cái lòng đường. Đi vô nát cái quán ta chi vậy? Gắn đông đi cho một người như vậy. Ê! Kêu đi chưa? Chưa kêu đi mà. Trời đất ơi. Đi. Kêu đi liền à. Đi. Ê! Sao kêu đi hoài vậy? Đi. Sao kêu đi không đi? Nhấp gì vậy? Đi đại đi. Ê! Người lớn mà đi trước mặt người lớn chứ là cỏ luống ngang hàng. Tao bằng tuổi mẹ mày đó. Đi đại đi. Thôi. Đi sau lưng ám sát tao hàng chị. Mày làm gì mày né mày tránh mày thụt lùi vậy hả? Mày đi mày ngẩng mặt lên đi. Mày làm chuyện đồi bại xấu sao không dám nhìn ai hả? Mày đâu dám nhìn đời. Cái mặt mày nhục nhão vậy đâu nhìn đời. Trời. Đi cái cuối gầm mặt xuống là nhục nhão quá mà. Cô nói ai vậy? Má mày mày nói tao. Có hai đứa đứng mày tao khùng tao nói tao. Trời. Con gái con đứa mặc đồ lồi da lồi thịt coi coi xẻ tới bụng đi. Sau lưng coi coi. Trời đất ơi mày xẻ tới gót chân mày luôn đi. Mặc đồ lạ luôn coi coi. Mặt đâu mà tri son trát phấn đầy mặt thấy mặt như tạc tượng thấy ghê không? Chuyện của con á có liên quan tới cô không? Cũng may không liên quan tới cô. Thử mày liên quan tới tao, tao chửi trên đầu mày tao chửi xuống. Mày á nha làm nhục nhã của những cư này. Tao buôn bán ở đây thì tao muốn mắc cỡ với mày. Trời đất ơi. Thôi cho mày á nha, là ở đây là người ta là những người có học, dân trí cao.
Chứ dân trí thấp chắc người ta hiểu không biết động thổ với mày có ngày à. Cũng may là cô mày học được nửa đời người. Nửa đời người là nhiêu cô? Hiện đời người 12 lớp, ta học nửa đời người học 6 lớp. Gì lắc đầu? Nói mày lắc đầu. Mày sao vậy? Trời trời trời, nó mặc cái mặt mắt nó thổi lộ cái gì, ghê không? Ghê không? Muốn ăn tôi nước sống hả? Mày ăn tôi đi, mày ăn tôi đi. Ăn không? Trời trời gì trời. Nó trả lời sao sổ miệng mày à. Ai cãi lại mày? Mày thầy lai hả? Ai cãi lại mày? Mày tội tạo. Gì? Mày nói gì? Mày tính nói gì? Mày miệng mày quá trời quá đất, cái miệng mày bà hải lên lên cái miệng mày. Ai dám nói mày? Gì ơi? Oh my god. Cái gì oh my god? Mày nói tiếng Anh hả? Xin lỗi mày nha. Ê, đứng lại, đứng lại. Mày tưởng tao biết nói tiếng Anh hả? What do you think for five seconds? Mày lại thêm. Ok, fine. Ok, thêm. Duyên thiệt á. Cuối đường, cuối. Tưởng mình nói tiếng Anh hả? Cuối đường, cuối đường, cuối đường. Cuối đường, cuối đường. Chị em. Ôi, chóng mặt quá, chóng mặt. Má là gặp má là liệu cái bài hát đó hả trời. Em ơi miếng người đời chú cái lắm chị, sao chị hát bài đó hoài vậy? Ủa sao mà chị đi đúng cái đường em chỉ là cuối đường cuối gì chị ra mà sao nó lại tới đây vậy? Chị đi đúng đường không? Đúng. Đúng đường mới gặp em đó. Nhưng mà sao? Nãy giờ em chỉ chị á là em khảo sát thần kinh của chị. Em kiểm tra bộ nhớ của chị, em coi thần kinh chị có yếu hay không. Nếu mà thần kinh chị mạnh là chị đi đúng đường là chị gặp em. Đi lạc đường là sai. Nha. Đúng đường rồi bắt đầu mới chỉ thiệt nè. Rồi, bây giờ thử thôi. Bây giờ chỉ thiệt nè. Rồi. Điên rồi. Nha. Rồi. Được không? Rồi. Mình chỉ tập trung, chỉ thiệt. 141 Trần Hưng Đạo là ở đâu? Ở đây, ở đây, ở đây. Thấy được trời chưa? Trời cái chung cư nó in 141, má đi hỏi 141 ở đâu? Trời. Cái chung cư nào 141? Sao thế giờ không nói chị một tiếng làm gì khổ quá vậy? Kỳ đời như bà không? Tới chung cư hỏi ngay địa chỉ chung cư chi vậy? Thôi rồi thôi, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ nè, em bán nước ở đây đúng không? Em bán nước đây. Chắc chắn đi qua đi lại thế nào cũng gặp người. Trời, gặp trông dữ lắm chị, em gặp nhiều người lắm. Giờ chị đưa cái hình em nhìn coi em gặp cái người này giùm chị được không? Rồi đưa hình ra, đưa hình ra. Em coi kỹ giùm chị. Nè, nè. Đây nè. Ở đâu? Ở đâu? Đây luôn á. Ở đâu? Má đâu má? Má đưa hình má chị vậy? Chị đường đưa hình bà. Ờ xin lỗi em, cái thẻ xe buýt của chị. Trời ơi, cái hình này Sài Gòn có thẻ xe buýt gì trời. Cái hình này chị cất kỹ. Hình cất kỹ. Nè, em nhìn đúng cái người này rồi nè. Trời. Mô Phật bà. Bà quen nhỏ này hả? Ủa trời, biết đó là ai không? Nó là con nhỏ này nghiệp dữ lắm, bà đừng nói nữa. Im. Bà đừng nói để tao tập trung nói cho mày nghe. Ừ. Nó bị nghiệp, nhỏ đang bị nghiệp. Thôi, có cái chuyện gì? Thánh đài nó xuống đây. Thôi có dân chúng quở dám, nó đang chịu dư luận, đang gánh nghiệp cho đời. Rồi đang xả nghiệp nó. Rồi. Bà dính nó phải không? Không. Bà quen nó phải không? Không, bây giờ thôi, bà đừng nói. Bà nhảy ngay tao quên. Rồi bây giờ chị không nói tôi nói thôi. Một mình tôi nói thôi, câu chuyện của tôi nha. Rồi. Con nhỏ này đang bị nghiệp. Làm sao? Bây giờ xã hội dị nghị nó dữ lắm. Trời, em biết nó là ai không? Bây giờ mà nói mà nó là vậy nghe, quên đó. Nhảy ngay là giận nó là quên. Quên rồi. Bây giờ sao? Bây giờ em có nhớ thể để tự nguyện kể không? Em nhớ rồi chưa? Nhớ rồi. Nói nhỏ bà nghe, bà đừng nói nghe. Tội đời con gái người ta. Nó làm gái. Nó làm gái đó má ơi. Làm gái đó, bà quen nó chi vậy? Làm gái. Cái gì mà nói lớn chứ vậy? Con nhỏ làm gái chưa hết đâu. Nó quen đàn ông. Nó chung quen đàn bà. Nó quen mấy người già đó. Con trai không, nó quen con trai. Nó quen đàn ông là quen người già đó. Trời. Nó có chủ quan. Bình định chưa bà, bình định chưa? Bàn con má đừng ngồi gãy bàn con má, ngồi ghế má. Rồi. Rồi có cái nó, chuyện gì em kể chị nghe tiếp đi. Nó có chủ quan. Trời ơi, động trời hơn chuyện chủ quan nữa. Cái gì? Nó có chủ quan. Nó chơi ma túy luôn. Nó chơi ma túy bữa đó. Nó không bán được hàng, nó đói quá. Nó cầm tô cơm nó qua nhà tôi xin. Nó xin một tô cơm đầy. Nó về nó trộn với ma túy nó ăn. Chưa hết đâu. Bữa đó nghe nó có hàng đá đập đá đó. Nó mua xương xăm về đập đá nó ăn. Nó đào hàng đá đập đá với xương xăm ăn chưa hết nữa. Xì xa nó trộn với hột é nó ăn luôn. Tổng hợp ma túy nó chơi mình nó hết. Nói giống như là tệ nạn xã hội, giống như là bao nhiêu cái nghiệp của đời á, trù dập mình nó gánh hết. Trời, nó nghiệp nặng lắm chị. Trời, nó là con gái của tôi đó. Tiếng lòng em vỡ.
tôi lộn với ai rồi? Em lại lộn với ai làm sao có chuyện có cái gì vậy em được? Chị nghe, em là con người không có giờ nói điêu nói ngoa. Em là con người sống từ bi, em ăn chay mà chị. Chị, em nói chị nghe, em phóng sanh, em nuôi cá, em thả chim. Trời đất ơi, bữa em mua chim, xong mua cá, em mua cá em phóng sanh, cá nó lâu quá người ta dị nghị em lên cổng thả xuống cá nó mới chết. Tại là chị nghe em ác độc, em lấy cá em cho chim ăn. Em nhiên em nhấn hồn nước cho hai đứa cùng chết chung luôn. Trời ơi, cái tâm lớn dữ lắm chị. Nói chị nghe. Thôi bây giờ, em gặp nó ở đâu không chị, nó giùm chị liền đi. Bây giờ nó ở đâu? Chị, nó ở đâu? Khoan. Cái nơi này là cái nơi gặp sẽ gặp nó dễ nhất. Hả? Sao? Chị núp dưới lòng bàn đi. Chị núp làm chi? Chị đi tìm nó, chị núp làm chi? Chị thấy nó là nó rối liền cái tội của nó. Bây giờ chị núp dưới lòng bàn. Nó bước ra một cái nha. Là chị coi hành động của nó, chị khảo sát nó. Đi vô đây em, đi vô đây. Tôi cho bà coi người thật chuyện thật nè. Con gái bà thiệt á. Tôi tức quá má ơi, tôi lật bà thì tôi nhảy đầu tôi chết liền. Nhẹ quá, mặt còn ngơ thở nữa. Rồi chị ngồi ở đây đúng không? Ngồi ở đây đi chị bà, không ngồi bên bàn tôi. Ngồi kỹ nha. Trời, giờ vừa nhắc nó về liền bà núp nha. Bà lo lên ký đầu bà liền á. Nè con nó nè, lấy ghế tôi ngồi nè. Lượm một cái ghế ngồi đó, thấy chưa, thấy nó đúng. Bà ngồi yên, bà làm gì vậy? Lên cơn sản hả? Bà coi nè, móc cái bóp da nè, lóc móc cái kiến ra nè, đó. Pha son. Bà coi nè, đó, thấy chưa, lấy ca son đúng nè. Đánh son 3 cái. Đánh 3 4 cái mà em. Này tháng thứ tư có bầu. 4 tháng 4 cái. Dặm phấn nè, dặm đều cái mặt. Thấy chưa, mấy đứa có chủ quan hay dặm đều cái mặt lắm. Nó không dặm điểm. Coi cười nè. Đó, thấy chưa, kén thai hay cười mình lắm. Mấy đứa có bầu hay cười mình lắm. Coi nè, đóng cái hộp kiến lại nè. Móc điện thoại ra nè. Coi nè, bắt máy alo nè. Alo. Alo là dấu hiệu đầu tiên của buôn bán ma túy. Em buôn bán ma túy hay alo nha. Tránh ra chị mới thấy, tránh ra. Nè coi nè, cười nè. Anh nè. Dạ, anh. Khách hàng của nó cái tên anh đó. Coi nè, cúp máy nè. Cúp máy nghe không trả lời luôn. Mua bán thất bại. Coi nè. Trời ơi. Coi nè, đau đầu nè. Đau đầu nè. Khó thai nè má. Mà làm gì vậy? Lan. Mày. Má. Mày. Jack. Cái gì vậy má? Trời ơi, trời. Đánh không kinh nghiệm đánh lộn. Đánh cái gì má? Mày. Trời ơi. Má. Mày. Mày đứng đi, má đánh mày đi. Mày né cho mày má té đó. Mày. Má ơi má, má tán con rồi má. Má tán con đó má. Rồi, chị xin lỗi em. Mày thôi đây má nói chuyện. Tại sao vậy? Nói với má là lên Sài Gòn có tiền đi làm y tá hữu lý. Mà giờ đi làm cái nghề này. Má biết hết rồi má. Thấy chưa? Nó công khai luôn thấy chưa? Trời đất ơi, con gái con đứa 101 tỷ triệu cái nghề không làm, đi làm cái nghề làm gì đó chi vậy? Nó xấu hổ nhục nhã gia đình dữ lắm, mày làm chi vậy? Trời ơi thiệt á. Con dài cái mang, cu mang 9 tháng 10 ngày, công sức mang nặng đẻ đau đó. Em cũng đau chứ chị. Ủa em ơi, em con chị. Má. Má này mày tụi tao làm chi vậy mà nội? Mày má làm mày, sao mày không học chứ học tao tới chi vậy? Khó lạ đời à. Mày làm cái nghề gì mày giấu má cũng được. Mày đi làm cái gì cũng được mà nghĩ sao làm cái chuyện đồi bại mà thiên hạ chê cười vậy mà làm được hả con? Ủa má, con đâu có làm nghề gì đồi bại đâu má. Con thích con mới làm, con đam mê con mới làm mà má. Trời ơi, nó đam mê. Cô thần tượng mày, cô bắt đầu thần tượng mày. Cô cũng thích mà cô cũng thích. Cô chưa bao giờ thốt ra từ lời cô là đó là đam mê của cô. Mày xăm mình rồi. Mày xăm mình rồi. Ghê. Con thì xuất sắc. Má khổ với con quá Lan ơi. Má khổ với con quá. Má. Trời đất ơi, cái nghề làm, con biết cái nghề làm gái là nhục nhã lắm không? Ủa, má mới nói gì? Con làm gái, cô này nói cả chung cư này biết hết rồi, còn giấu giếm cái gì nữa? Con đâu có làm gái đâu má. Cái gì vậy cô? Cái gì vậy má? Làm gái gì vậy? Mày không làm gái sao mày ở trong nhà mà đi ra đường mà chi son chi phấn mặt làm chi rồi gắn lông mi làm chi? Thì con làm cái nghề gì làm gì nói cho má nghe coi. Má. Con đi hát phòng trà mà má. Thấy chưa,
Phòng trà là cái phòng để uống trà, nó đi vô trong làm gì, nó hát. Nó hát gì trong đó? Nó dụ bà đó bà nội, nó đi vô trong đó nó trá hình nha. Nó vô phòng trà nó canh người ta làm uống trà. Nó bút xô đi nha, nó đi xô làm gái nha. Chuyện gì vậy? Rồi còn cái chuyện này nữa. Tại sao? Làm cái chuyện đó rồi để được có bầu 3-4 tháng rồi bây giờ giấu má. Cái gì có bầu nữa má? Mày giấu ba, mày đưa đây. Nè bà... Cái vụ gì nữa? Cái vụ gì nữa? Sao nói đâu vô có bầu? Trời đất ơi, cái miệng bà nói thằng con mà có bầu vậy? Trời đất quỷ thần ơi, má mày như cái miệng đời vậy đó. Má, nghe cô, cô che chở cho mày. Má mày cái miệng má mày là cái người mẹ hỡi ơi. Cái miệng bà tao muốn quỳ cho lại bà 800 lại. Mày là con bà đẻ ra, cô nhìn mày cô còn đứt từng đụm ruột. Trời ơi, tao ở đây thôi, đi ngang mày mày ho cái tao xót ruột. Mày áp xì tao thốn bụng rồi đó. Mày nghĩ sao bà nói mày làm gái? Trời ơi, cái chuyện làm gái đi, thôi lỡ. Thôi lỡ đi, ai cũng đã từng làm gái. Lỡ bỏ. Nhưng cái chuyện có bầu, bà là một cái chủ quan. Trời đất ơi, tao như mày, tao tán bà cấm đầu, tao nhảy lầu tao chết. Mẹ mày là người mẹ hỡi ơi. Trời ơi. Trời trời, mô Phật chị à. Giờ rốt cuộc rồi. Rốt cuộc có cái chuyện gì sao mà tôi rối, tôi không hiểu cái gì hết trơn vậy nè. Trời ơi, tôi cũng không hiểu gì vậy nè. Cái quán vô đây làm gì vậy? Cô im đi. Trời đất ơi, trời, cái chuyện gì chưa bây giờ? Chưa hết đâu. Ai? Cái chuyện mày có bầu có chữa bình thường. Bà nói, hồi nãy lúc mày chưa về, bà đứng đây bà dệt câu chuyện. Bà tạc tượng mày như con quỷ sống. Bà thích gì ke, mày chơi má tí đá, mày hút heroin. Mày đưa con mày, đẻ con mày ra. Mày cho con mày bán xì ke chung với mày. Hàng đá nhà mày trộn, mày hút với xinh xăm. Còn mày má tí á, mày trộn mày ăn với cơm. Còn mấy cái xì xa mày trộn với hút em mày uống. Bà coi mày. Tôi đừng có nói nữa. Trời đất ơi. Lan ơi Lan. Lan ơi. Trời đất ơi. Chú sao? Làm cái gì á? Ba gặp nó là bà lấy tội đâu chết luôn à. Chú vô giải thích giùm con nghe nghe chú. Gì vậy? Thằng kép già của nó đang quen thằng đó đó. Cái bầu trong bụng nó là thằng đó làm. Nhớ. Bà cài cái tư tưởng nó vô mà chơi với nó. Cái gì vậy? Ủa cô ơi. Trời đất ơi. Cái gì ai bầu chủ nhân cái thai là sao? Nhỏ mày bầu 4 tháng rồi. Rồi chú xuống đi phá thai gì đó. Cái gì vậy? Nó cho chỗ phá thai đó chị. Trời cái gì vậy? Tự nhiên nó đâu ra? Ta đi vậy mà nói ta đi cái bầu là sao? Trời đất ơi, thôi đi. Bây không giờ, có bầu. Bây giờ có cái chuyện gì chú làm ơn chú nói đi chứ con cái bây giờ tôi không biết sao hết trơn á. Vậy bây giờ nè, cái cha này già này nè hung hăng lắm, hay đánh phụ nữ. Cha già vào lũ phu. Em nói đúng sự thật là chả hay nhào đã đánh em. Chị binh em nha, em nhỏ bé lắm. Bây giờ nè, ăn nói cho đàng hoàng nghe. Ăn nói cho đàng hoàng nghe. Hồi nãy giờ chưa có ai nói cái gì hết nha. Người ta làm vậy mà kêu người ta có bầu là bầu ở đâu ra? Không có bầu. Ông vẫn đi phá rồi. Trời ơi, trời ơi sao mà lì dữ vậy? Phá rồi. Dạ thôi dạ. Bây giờ chú nói chuyện gì cho tôi nghe đi. Dạ cô. À, dạ em Lan á, con là xe ôm. Con chở em Lan đi hát ở trong phòng trà. Đúng tại thấy con gái đi khuya rồi nguy hiểm. Nhưng mà cô biết không, em Lan á có nhiều lần á là đi cứ tâm sự với con nói là cái nghề hát này á sợ cô không đồng ý cho nên là giấu cô. Trời gì? Sao nãy giờ nói cái chuyện gì không đâu vậy? Không có bầu nhưng mà cái chuyện làm gái là có. Chính xác có làm gái. Nè. Cái gì vậy? Sao nói vòng cũng quay về cái chuyện làm gái là sao? Ủa, bộ làm gái là ước mơ của bà hay sao vậy? Vậy? Nè. Tôi nói thiệt cho bà biết nha. Đất ở đây nó linh thiêng, tôi gái làm sao nhân gái làm sao cuối đời này dẹp quán đi làm gái đi má. Trời đất ơi cha, con già đi làm gái đi, ông đi không? Đi không. Ở vậy thì các tôi nói nè, một miệng, hai miệng, ba cái lỗ miệng như cái ba cái miệng đời vậy đó. Tôi nói đúng rồi, bà xưa nói đúng mà. Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tai đâu mà bụm miệng người thế gian. Miệng người thế gian là miệng bà đó. Ừ. Bây giờ anh khẳng định là khả năng nói của em trong cuộc thi này là vô tận. Em là trùm phé về nói. Cỡ Trấn Thành bây giờ nói không qua em đâu. Làm cho người ta theo dõi, cuốn hút em. Trong đội Trấn Thành em phải là người đi cuối cùng mới là đúng. Hôm nay thấy em làm tuyệt vời. Thật ra nói là cái khả năng tự tin trong nhóm em là người số 1. Khi em bước ra sân khấu là em không có sợ ai hết. Em không có sợ mà quan trọng cái điều đó mới là cái điều làm nên người nghệ sĩ. Cả hai chúng ta ngay cả ngay thời điểm này. Trời, hai người này đóng chung kịch rồi sao đi trời. Tất cả các nhân vật khác là chỉ có im lặng thôi. Vậy anh nói là anh với em luôn.
hai đứa mình giống nhau ở chỗ là ngay cả thời điểm này, là ngay đúng cái thời điểm này anh ngồi ở đây, anh vẫn phải nói cả anh và em, hai chúng ta cùng phải học chung một bài học, đó là bài học thiết chế. Chúng ta có dư năng lượng nhiều lắm, nhưng chúng ta phải điều khiển nó lại để phát làm sao cho năng lượng nó hợp lý nhất. Bắt tay nhau làm nhé. Duy Khương sẽ làm được mà. Mã số của Duy Khương là 01 01, thưa quý vị. Và tổng đài của chúng ta là 7339. Chúng ta hãy cùng bình chọn cho cái cuộc vừa rồi của Duy Khương nha.